Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 và bắt đầu trả cây. Tôi qua gian hàng anh em thương mại để ghi hình lại để cho quý vị các bạn, nếu mà không kịp qua đây để mua giao lưu thì có thể xem trên hình ảnh nhé, gọi về nhà. Đấy, ngày mai ngày kia thì anh em chuyển cây về. Đó là một cái sung rất hay. Đây, chỗ này có mấy cây rất là tuyệt vời. Cây dưới này. Đấy, dáng rất hay luôn. Một ngày nào đó tôi cũng sẽ sưu tầm một cái cốt dưới để chinh phục thành tác phẩm. Đấy, mình cũng sẽ sưu tầm nó đa dạng một chút. Bây giờ thì vẫn đang dành thời gian cho việc truyền thông cho cộng đồng chưa có điều kiện để chơi cho mình. Chắc chờ cỡ độ khoảng 5-7 năm nữa mọi thứ ổn định. Ok, ai mà có cây thì ưu ái cho Hoàng Lịch Thiệp nhá. Ô, một cái cây hoa giấy này, hoa giấy rất là hay. Không biết là gian hàng này của ai nhỉ? Tôi đi vào hỏi xem. Cây này mà nó ra kín hoa thì cũng đẹp của nó đấy. Đây có một cái giấy nữa. À, cái gian này hình như là của Đại Bắc Giang sao nhỉ? Em ơi, hôm nọ Đại nó cho anh xem cái cây này, hóa ra là của Đại. Ơ, nên sao này rụng hoa nhanh thế á? Bây giờ bắt đầu ra ấy. Thế à, hôm nọ anh nhìn thấy nó đã ra hoa rồi mà. Đấy, ra mấy bông, bây giờ đang đẩy ra. À, nhưng mà về cơ bản nó vẫn phải ra lá như thế này. Ra lá mới ra bông. Nó mới ra bông đúng không? Vâng. Anh lại cứ tưởng đang là đang nhú nhiều. Ở đây này, ra trong đây đầy này. Cái cây của anh bây giờ bắt đầu nó mới đang phun ra nhiều lắm. Ra lá là ra bông. Ờ. Thế mình bị chậm mất 15 ngày. Đúng là về sớm 15 ngày thì khỏe. Triển lãm này sẽ được một cây hoa giấy kín hoa. Đại về đây à? Anh thấy là Như cây này thì Đại đang bán bao tiền? 100. 100 triệu hả? Ok. Đây, bông ra rất nhiều. Ừ, rằm dày rồi đúng không? Cây này cao khoảng 1,5 m. Gốc to nhỉ. Như cây dưới này Đại bán bao tiền? 120 triệu. Cây dưới dáng rừng rất hay. Thế còn cây giấy này 35 triệu thôi. À, ok, đọc báo giá để anh công khai luôn. Ừ. Còn cây nào nữa không? Đại rất là nhiều kiểu cây nhỉ. Xanh này nữa à? Cũng có cả xanh. Cái này bạn ấy định bán bao tiền? 75 triệu. Một cái phôi xanh nuôi thành ba vai rất già. Cái của mình đến đây nữa à? À, cả bên này nữa à? Đây cây si này nữa à? Bao tiền cây si này? 15 triệu cây si này. Này quá hợp lý này. Hôm nọ như em quay Minh Dưỡng hay gì nhỉ? Đúng rồi anh. Quay. Quay Hòa Tắc Phi không nhỉ? Đúng rồi. Cái dưới này sao em? Cái dưới là 90. 90 triệu thôi á? Ây da. Nuôi bao giờ mới được cái gốc như này mà có 90 triệu. Khai quá đẹp. Ở rừng vài xong về mình nuôi cũng được rồi. Ừ. 6-7 năm rồi. Đấy đấy. Biết rồi. Được cái cốt này là cũng là hiếm rồi. Rất là hợp lý. Đại thì quá đa dạng này. Sung này. Cái này chắc là hợp lý nhỉ? 2,5 triệu rồi. Còn cây lục vừng này mới lấy. Chưa đọc giá. Còn cây này mới sáng nay lấy. Sáng nay lấy. Cây này còn nhà uốn rồi đúng không?
đọc giá nhiều cây để cho anh em nắm được giá cả thị trường. Anh ơi, đẹp quá nhỉ. Cây dưới này nó như này thì khoảng bao tiền? Cái này 6 triệu. 6 triệu hả? Ok. Tôi báo giá, bình thường mình vẫn báo giá ở trên mạng mà đúng không? Chứ không phải hôm nay mới báo giá gì. Thì ví dụ như hàng ngày báo giá ở nhà nó có cao hơn đấy. Nhà thì mình đưa một số lên thôi, còn một số này chưa báo. À chưa báo. Một cây này thì bao nhiêu anh? Cái này 5 triệu. 5 triệu nhé cả nhà ơi. Bắt đầu vào răm rồi. Tím Bắc à? À, cả dãy này luôn của mình đến đâu? Anh đến đây. Cái này là cây túc nhỉ? Cây túc dị thế. Cái này nó có bao tiền anh? Cái đấy là 12 triệu. 12 triệu. Một cây túc đang định hình. Khá đẹp. Rất già. Em đang quay cây gì đây? Túc túc anh ạ. Ồ, bên này nó dị hơn. Cây này là túc là giò này là dài, lá này có quả. Lá này có quả. Tưởng lá này là tròn không có nhỉ? Có quả. Dài chứ. Yeah. Bạn Đại với cả anh em ở bên trên Bắc Giang ấy thì khai thác được rất là nhiều cây. Và cây thì rất là đa dạng. Đấy, cả cái dãy này hả? Uốn nắn. Rất đẹp. Đấy. Quế này, rồi nghe mật quế. Đấy, đọc báo giá một số cây cho quý vị các bạn anh em nắm được giá của anh em thương mại nhé, công khai luôn. Mai là chung. À, tí nữa anh ra chỗ hội dê. Ok, mai chiếu thủy này hay nhỉ. Bé tí mà yêu cực. Dáng nó hay. Cái này là tím Huế đấy chứ nhỉ. À. Cái này đã báo giá được chưa anh? Báo giá rồi em. Bao tiền? Cái này là 22 triệu đi chơi. Ok. Nếu mà quý vị anh em mà không kịp đến triển lãm để ra khu hàng thương mại giao lưu thì có thể là liên hệ trực tiếp với anh em trên mạng. Tôi sẽ cho số của bạn Đại lên trên màn hình nhé. Anh em chủ động liên hệ. Thích cây nào thì có thể ới cho bạn ấy. Xem trên hình cũng được. Cũng ok hết. Anh em thương mại nên là giá rất là hợp lý. Nói to to lên em. Hỏi sợ ấy nó khác không nghe gì. À, anh yên tâm. Cái giọng của em nó đặc biệt, nó thu mic. Em chỉ cần nói nhẹ cái là nó mà máy nó cũng nịnh luôn. Hút liền. Đi em là trưởng đoàn luôn anh. Lên nhà toàn thu quay. Em trưởng đoàn em dẫn anh em đi mà này. Ra nhà hàng Nghệ An đấy nhỉ? Vâng, nhà của chú Thành Vàng. Vâng, Thành Vàng có một cái cây xanh sợ nhỉ. Vâng. Xanh to đúng như một đống rơm. Rồi. Hơn một đống rơm. Ok. Tạm biệt cả nhà. Ai thích gì thì alo nhé. Vườn của Đại là ở Bắc Giang.
nơi sưu tầm rất là nhiều những cái cây thiên nhiên khai thác về để chinh phục. Cây linh sam này đẹp quá này. Rồi, tạm biệt cả nhà. Goodbye, goodbye. Thêm một gian hàng chợ nữa để chia sẻ cho quý vị.